Sau đây tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu ông Ngô Diên Hi, Tổng giám đốc công ty Công nghệ thông tin VNPT sẽ lên phát biểu trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị. À, sau đây tôi xin phép được thay mặt cho tập đoàn VMBT sẽ trình bày về một cái nội dung là chuyển đổi số cho doanh nghiệp à, khi nhận lời à, của ban tổ chức để tham gia một cái bài trình bày này thì thực ra tôi có rất nhiều những cái băn khoăn thứ nhất là trong thời gian gần đây sau khi cái quyết định 749 của thủ tướng chính phủ đã bắt được ban hành thì có rất nhiều những cái sự kiện về chuyển đổi số tức là tôi cũng thống kê là cứ khoảng 2 tuần chúng ta lại có một cái sự kiện cũng tương đối là đông đảo và chúng ta nói đến rất nhiều vấn đề chuyển đổi số cho nên trong khuôn khổ của cái bài hôm nay ấy, Thì tôi cũng không đi sâu quá vào những cái uh, hạ tầng hay nền tảng Hay là tất cả những chính sách vĩ mô để thực hiện chuyển số Mà với góc nhìn của doanh nghiệp của VNPT Chúng tôi là nhà phát triển các cái sản phẩm Thì chúng tôi muốn uh, focus vào một cái góc nhìn rất hẹp thôi Và quan điểm của chúng tôi là gì Có thể những cái rất là nhỏ, rất là đơn giản Nhưng nếu chúng ta giải quyết lại có thể thành công rất lớn Thế thì bài bày chính chúng tôi là hiện nay thì có 3 phần. Hiện trạng chuyển đổi số 2020, chuyển đổi số doanh nghiệp và phương pháp tiếp cận của VNPT. Và thứ ba là một số đề xuất kiến nghị để thúc đẩy. Chúng ta cũng biết thì là trong 3 năm vừa qua thì chính phủ đã có rất nhiều những cái chương trình hành động và các cái pháp lý để mà triển khai cho lĩnh vực về chính phủ điện tử, thành phố thông minh hay là chuyển đổi số. Thế thì ví dụ năm 2018 thì chúng ta ban hành ra cái quyết định 950 để phát triển thành phố thông minh. 2019 thì chúng ta có nghị quyết 17 để phát triển về chính phủ điện tử. Và năm 2020 thì chúng ta có cái quyết định 749. Và mới đây nhất thì là ngân hàng nhà nước cũng ban hành cái thông tư về EKYC để hỗ trợ cho ngân hàng trong vấn đề là mở tài khoản gọi là Digital Onboarding mà không tại quầy. Đấy là cái mới nhất. À, qua đấy để thấy rằng là có lẽ là chuyển đổi số đã về chính phủ là đã có rất nhiều chương trình hành động và công tác truyền thông và tạo thành cách mạng, tạo thành làn sóng. Thế thì đối với Covid-19 thì tác động gì đến chuyển đổi số? Thì đây là một số những thông tin từ BCG, ví dụ 80% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số trở nên cấp thiết, 65% thì dự kiến là doanh nghiệp sẽ đầu tư và làm việc với quy mô từ xa, đấy là xu thế. Và đây là một số bảy uh, cái xu hướng trong vấn đề là uh, công nghệ số sẽ tăng tốc sau giai đoạn Covid-19 thì uh, một số lĩnh vực như RPA, Robotics hay là một số lĩnh vực như là Conversational AI AI và đặc biệt là uh, 5G thì đây là một số những cái mà sẽ phát triển rất mạnh mẽ sau khi Covid. Thế thì đối với VNPT chúng tôi thì trong cái quá trình mà triển khai trong giai đoạn Covid vừa rồi thì thấy có 5 cái xu hướng mà cũng đã tác động cũng tương đối Thứ nhất là nhu cầu học trực tuyến và trong thời gian Covid vừa rồi thì VMPT cũng là một doanh nghiệp được Bộ Giáo dục cũng yêu cầu là triển khai miễn phí để cho các trường đại học à, các trường trên cả nước để thực hiện. Ví dụ như chúng tôi đã cung cấp cho 20.000 hơn 20.000 trường học và khởi tạo đến gần 9 triệu tài khoản học sinh và trong đấy thì có khoảng 700.000 tài khoản giáo viên. Và đặc biệt thì là cái ứng dụng mobile app VNEDU Connect thì đã đứng trong top 1 trong những cái trong lĩnh vực giáo dục ở tại Việt Nam và cũng cách đây mấy ngày thì báo chí cũng có đưa là cái từ khóa VNEDU chính vì co do dịch Covid đấy trở thành top 2 trong xu hướng tìm kiếm của trên Google tại Việt Nam đây là con số cũng hơi bất ngờ bản thân với bất ngờ với cả chúng chúng tôi và nhu cầu thứ hai là cái khám chữa bệnh từ xa và thứ ba là cơ quan nhà nước doanh nghiệp làm việc từ xa qua e-meeting vân vân và thứ tư nữa là một cái xu hướng vừa rồi năm vừa rồi các ngân hàng mở rộng rất mạnh mẽ cái việc là e và triển khai đồng loạt các ngân hàng và đặc biệt khi có thông tư mới ký ngày 4 tháng 12 của ngân hàng nhà nước thì cái việc mà digital onboarding ở các ngân hàng sẽ phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian tới. Và thứ tư nữa chúng tôi nhìn nhận đấy là ký hợp đồng điện tử e-contract cũng sẽ phát triển cũng rất là là mạnh mẽ. Tại sao tôi nói nếu với đề mấy cái vấn đề này. Thế thì liên quan đến cách tiếp cận thì chúng tôi đi lướt qua những cái vấn đề năng lực của đơn vị thì chúng tôi thấy là vai trò VMT trong chuyển đổi số quốc gia chúng tôi xác định là có bốn cái vai trò chủ yếu. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tư vấn cái lộ trình chuyển đổi số cho các bộ ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. À, thứ hai là vận hành các giải pháp toàn à, toàn diện từ hạ à tầng, nền tảng đến các giải pháp chuyên ngành, vân vân. Thứ ba nữa là đi đầu dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số trong các ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng đất nước như y tế, giáo dục đấy là hai lĩnh vực thiết yếu và lĩnh vực mạnh của Việt Nam như nông nghiệp, du lịch và quản trị đô thị là chúng ta bắt buộc phải làm. À, ngoài ra trong lĩnh vực môi trường, vân vân và đặc biệt trong lĩnh vực fsi là là cái dòng chảy về kinh tế tức là về uh, lĩnh vực tài chính nó là quyết định đến sự phát triển của kinh tế thì chúng tôi cũng đầu tư và cuối cùng là nghiên cứu phát triển các nền tảng để phục vụ cho chuyển đổi số. thì ở đây thì có bốn cái lĩnh vực trong chuyển đổi số thì thứ nhất là liên quan đến nâng cao trải nghiệm của khách hàng và người dân còn mấy mục sau tôi sẽ đi sâu vào cái cái mục là nâng cao trải nghiệm khách hàng của của người dân vì khi chúng ta nói đến vấn đề chuyển đổi số thì có lẽ là uh, trong mỗi một ngành dọc đều có một hệ sinh thái chuyển đổi số và các sản phẩm liên quan đến co các hệ thống co lõi của các ngành chuyên, chuyên, ngành đó tuy nhiên là bất kỳ ngành lĩnh vực nào thì cái vấn đề là nâng cao trải nghiệm của khách hàng tức có lẽ là omni channel tức là đối với khách hàng để tiếp cận với nhà cung cấp dịch vụ đây là lĩnh vực đấy có thể là áp dụng cho toàn bộ thì tôi sẽ đi vào những cái lĩnh vực này thì đối với hệ sinh thái thì chúng tôi cũng đã xác định là những cái nền tảng là liên quan đến các cái công nghệ 4.0 để phục vụ cho cái việc đó Thế thì đối với nâng cao trải nghiệm của khách hàng thì tôi một trong những cái rất là đặc biệt quan trọng đấy là cái nền tảng BioID ID Platform. Như chúng ta đã nói thì trong một nền kinh tế số muốn phát triển thì một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng đó là định danh. Như bài trình bày của anh Đường có nói là một trong năm cái là định danh số, định danh điện tử đấy. Và hiện nay chúng ta vẫn đang có dự thảo về nghị định về định danh xác thực điện tử. Thế thì đối với cái Bio ID Platform này để phục vụ cho cái việc để triển khai và EKYC nó cũng chỉ là một trong thành phần ở trong cái BioID ID platform để chúng ta có thể là thực hiện các vấn đề là xác thực cũng như là và chúng ta đã nói là có cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và căn cước thì chúng ta cũng phải nhất thiết vẫn phải có một hệ thống định danh điện tử của quốc gia chứ không chỉ có hệ thống của công an có thể giải quyết được vấn đề này và đây là cái chìa khóa để phát triển nền kinh tế số vô cùng quan trọng. Đối cách thứ hai đây đối với hệ thống e contract mà đây là chính là chúng tôi cũng có nêu rất nhiều về cái vấn đề trên các phương tiện tức là e contract hiện nay chúng ta để làm sao để kết nối giao kết điện tử của người dân và doanh nghiệp mà cũng như người dân và chính quyền được phát triển mạnh thế thì đây chúng tôi đưa ra một cái mô hình để kết nối ví dụ như là bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ nào từ chứng khoán đến ngân hàng đến logistics hay là merchant đối với công ty về thanh toán điện tử hay là vân vân thì đều có cái giao kết hợp đồng điện tử với người dân. Như vậy ở đây chúng ta đã có một cái đăng ký mở tài khoản chẳng hạn à, hoặc là một cái hợp đồng đối với công ty về uh, Grab hay vân vân thì đều có những cái giao dịch điện tử giữa người lái xe và cái đơn vị cung cấp dịch vụ. Thế ở đây thì chúng ta kết hợp ba cái vấn đề. Thứ nhất là cái e contract, đấy rất quan trọng cho vấn đề quản lý hợp đồng điện tử, e KYC để mà thực hiện cái việc là định danh khách hàng. Nhưng cái quan trọng hơn hết được là chúng ta phải có cái hợp đồng có hiệu lực theo nghị định 130 thì là cái CA tức là chữ ký số của người dân. Và hiện nay thì là chữ ký số người dân của chúng ta là phát triển đang rất rất hạn chế. Mà thực ra chúng ta thay đổi cái điều này là thay đổi rất lớn trong vấn đề là phát triển nền kinh tế số. Bởi vì hiện nay hầu hết chúng ta có đâu đó là có khoảng 750.000 doanh nghiệp thì chúng ta đang sử dụng CA dùng USB token để chúng ta thực hiện cái việc ký số đó. Nhưng doanh nghiệp thì có thể trả thường xuyên. Tức là ví dụ 300.000 một năm được cung cấp một USB token. Nhưng đối với người dân người ta chỉ làm việc với dịch vụ công có một lần trong một năm thôi hay là người ta đi đăng ký một cung cấp dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ chỉ cùng lắm một lần trong một năm người ta cũng không sẵn sàng bỏ ra một cái chi phí thường xuyên phải trả là 300.000 trên một năm. Như vậy thì cái việc CA và ký số một lần nó đóng vai trò quan trọng trong cái việc là đẩy mạnh các giao dịch điện tử tức giao dịch số trên nền kinh tế số và chúng tôi cho rằng đây là một cái hết sức hẹp, hết sức nhỏ nhưng nó lại có sự thay đổi hết sức lớn trong cái sự phát triển nền kinh tế số này cho nên cũng hết sức mong mong muốn là bộ thông tin truyền thông mặc dù đã ra thông tư 16 để phục vụ cho hỗ trợ cho việc này nhưng đến giờ này thì cũng chưa có nhà cung cấp CA nào được cung cấp uh, cấp phép để cung cấp dịch vụ này và tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm rất hạn chế cho chúng ta trên môi trường số và chúng ta cứ đợi nghị định về định danh và xác thực điện tử mãi thì chúng ta phải có một cái nền tảng và tôi cho rằng CA chính là CA tức là chữ ký số một lần cho cá nhân đấy là giải quyết bài toán then chốt mặc dù không khó chúng ta hoàn thành làm được cơ quan quản lý nhà nước cùng với doanh nghiệp ngồi với nhau để thực hiện để chúng ta thể thực hiện được việc này đấy tôi cũng xin lướt qua về và chúng tôi đã thiết kế về toàn bộ những cái nền tảng từ vấn đề về e-contract hay là nền tảng kiếp đồng CA một lần để phục vụ cái việc này. Tuy nhiên là bài toán pháp lý vẫn chưa được thực hiện và cung cấp để mềm dẻo. Ngoài ra thì những cái giải pháp tăng năng suất của đội ngũ nhân viên thì chúng ta nói nhiều rồi và hiện nay cũng có rất nhiều những cái đơn vị mà chúng ta đang tham gia về cung cấp những cái nền tảng cho các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng xác định đây, đây là một cái cái mũi nhọn để thực hiện và giải pháp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp cũng như vậy rồi RPA rồi bài toán HRM và hiện nay năm vừa rồi thì chúng ta đang chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam đã cung cấp sản phẩm này và cũng đã tạo nên tên tuổi trên thị trường. Thì đây là một cái vấn đề cũng hết sức là quan trọng. Và cuối cùng là những cái giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số về sản phẩm dịch vụ. Thì chúng ta có những cái nền tảng đầy đủ từ chatbot, từ EKYC, uh, từ social listening, vân vân Và uh, tất cả nền tảng đấy đã áp dụng những công nghệ cloud tiên tiến nhất hiện nay như uh, Kubernetes hay là caching, logging, vân vân rồi messaging thì đấy là những cái nền tảng để mà hỗ trợ cho đối với VNPT chúng tôi build một cái nền tảng này để hợp tác với đơn vị thứ ba có thể để cung cấp được sản phẩm dịch vụ phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số và một số đề xuất kiến nghị để thúc đẩy chuyển số tại Việt Nam thì đây tôi cũng chỉ tập trung vào thực ra có nhiều ý nhưng ở đây có hai ý tức là đẩy nhanh cái việc là chúng ta phải 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 uh, ban hành cái nghị định định danh và xác thực điện tử cái đấy cũng là một cái đòn bẩy rất lớn cho cái xác thực cái giao dịch mà tất cả các giao dịch số trên trên môi trường số và đặc biệt tôi cũng đã nhấn mạnh ở trước đấy là chúng ta phải uh, và đặc biệt là gửi bộ thông tin truyền thông và ban hành uh, sớm và cấp phép cho các doanh nghiệp để cung cấp được cái chữ ký số một lần tức là chữ ký số dùng remote signing và hoặc là mobile PKI để làm sao đấy bất kỳ người dân để tiếp cận chữ cái số rất là thuận lợi. Còn hầu hết về cái giao dịch điện tử mà hợp đồng điện tử giữa cá nhân và thể nhân hiện nay là chúng ta đều là không được pháp lý công nhận nếu như không được thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Mặc dù chúng ta cũng có một số đơn vị thực hiện nhưng mà đấy không được pháp lý công nhận khi có những tranh cãi vân vân. Thì đây là một số những vấn đề và tôi nghĩ rằng là có ảnh hưởng cũng tương đối là lớn đến cái vấn đề là phát triển đến cái thế số Việt Nam và uh, Bài trình bày tôi thì cũng không đi quá nhiều vào các lĩnh vực ngành hay là một cái hệ sinh thái vì chúng ta nói cũng tương đối nhiều rồi. Tôi chỉ focus là vào một số những câu chuyện liên quan đến lĩnh vực omnichannel và tất cả lĩnh vực các doanh nghiệp hiện nay chúng ta đều đang cần phải những cái nền tảng đó để thúc đẩy cho các giao dịch điện tử, giao dịch số phát triển mạnh mẽ. Lời cùng xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.